Xin chào chuyên gia, hiện tại thì gia đình tôi có đàn lợn 10 con, đã nuôi được 2 tháng. Lợn có hiện tượng là bị tiêu chảy phân đen, màu xi măng, hiện tượng là liệt chân, bỏ ăn, ngoài ra thì không có hiện tượng gì khác. Đã bị gần cả đàn trong vòng 2 ngày, đã cho dùng thuốc của thú y như là Amoc nhưng không khỏi. Xin được hỏi chuyên gia nguyên nhân và khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào anh Sơn và thưa quý vị khán giả, thì với cái biểu hiện lâm sàng mà anh Sơn vừa mô tả chúng ta nghe đó, thì đây là bị cái bệnh phôi thượng hạn đấy, và kèm theo vấn đề là thiếu cái ion canxi nữa, và chính vì thế cho nên dẫn hiện tượng bị liệt chân. Thế thì với cái phác đồ mà anh Sơn đã điều trị ấy, thì tôi nghĩ là anh dùng Amoc không phải là đặc trị đối với cái vi khuẩn phôi thượng hạn. Đấy, thế cho nên là chúng tôi tư vấn cho anh Sơn với cái phác đồ điều trị như thế này, anh Sơn cần lựa chọn cái thuốc chlorpheniconazole hoặc là lofloxacin hoặc là fumiquin, là những thuốc mà nó mẫn cảm với vi khuẩn Salmonella, tức là cái vi khuẩn gây bệnh phôi thượng hạn ở lợn. Để tiêm thì theo tôi ấy, thì để cho nó điều trị cho nó tốt ấy, thì nên dùng cái liều tấn công ngay từ đầu. Đấy, thì có thể lựa chọn một trong thuốc đó, và ngày đầu tiên chúng ta tiêm 2 mũi kháng sinh, sáng một mũi, chiều một mũi, và bắt đầu từ ngày thứ hai thì chúng ta giảm liều, tức là mỗi ngày tiêm một mũi và đủ liệu trình 5 ngày liền, liều lượng thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đó là cái việc mà điều trị nguyên nhân gây bệnh. Vấn đề thứ hai là trong quá trình điều trị thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến việc tự nâng cao sức đề kháng cho lợn, bằng cách là sử dụng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp 3 năm ngày liền để cải thiện về hô hấp cũng như tuần hoàn. Và đối với bệnh này thì bao giờ nó cũng có hiện tượng bị sốt. Và chính vì thế cho nên cần phải dùng thuốc Arazin C để tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để đưa nhiệt độ trở lại trạng thái bình thường. Đấy, và khi đó bắt đầu nó có dấu hiệu ăn nạc. Thế thì chúng ta dùng thuốc bổ Cardosan 10% để tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Nó hỗ trợ cho quá trình điều trị rất là tích cực. Thế còn về vấn đề là để và điều trị làm sao cho nó giảm cái hiện tượng bị liệt chân ấy, thì chúng ta cần phải dùng thuốc magie calcium. Đấy, tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp có thể từ 5 đến 7 ngày liền. Thì như vậy nó sẽ hết cái hiện tượng bị liệt chân. Thế và xong sau sau đó thì bắt đầu nó ăn uống trở lại thì nên bổ sung cái men tiêu hóa, rồi vitamin D, vitamin B complex và khoáng chất B-mix vào trong thức ăn cho ăn khoảng 1 tháng. Thì tôi nghĩ rằng đàn lợn nó sẽ không những khỏi bệnh mà nó giúp cho quá trình hồi phục và phát triển.